Rồi, xin chào mọi người, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Bonsai Channel của mình. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh bấm chuông thì có thể là bấm chuông và đã ủng hộ chương trình của mình nhé. Hôm nay thì thời tiết cũng khá là đẹp, mát, cho nên là dành thời gian để quay trở lại với vườn tại Triều Khúc. Và chúng ta sẽ thấy là khá quen thuộc các cái tác phẩm đây, do là mình cứ định kỳ khoảng là 6 tháng hay là 1 năm có thời gian sẽ quay lại. Bởi vì mỗi một lần quay lại thì có nhiều tác phẩm đẹp hơn, và mình cảm thụ được các tác phẩm nó biến theo thời gian. Thế lý do tại sao mình lại quay cái cây này ở cái cuốn đầu video này, đó là mình khá là ấn tượng với tác phẩm này. Đấy, đây mà là một cái chất liệu về xanh, gọi là chúng ta thường gọi là xanh quê đấy. Mình thì mình hay gọi là xanh địa phương. Cái này có cái ấn tượng cái là cái da nó rất là đẹp này, da sáng. Cây này thì chắc là cũng rất nhiều tuổi rồi. Và tiết lộ với các bạn là chủ nhân của tác phẩm này là chú Châu các bạn nhé. Đấy, mình có để số phone điện thoại ở bên dưới để các bạn có thể là cần hỏi hoặc là cần biết thông tin về cái này thì các bạn có thể là hỏi chú Châu. Chất liệu xanh quê thì nó có một cái đặc điểm là nó khá là nhiều rễ buông, nó không giống như xanh Nam Điền. Nhưng mà nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó. Ví dụ như là cái chất liệu lá này nó rất là đẹp này. Lá nó lá nhựa, bóng, dày. Hệ thống rễ buông gần như là đóng kín lại. Mình sẽ quay khá nhiều cây ở đây nhé. Các bạn nhớ theo dõi các cái video kế tiếp. Hầu hết là các tác phẩm mà chú Châu mà chú lựa chọn về để tạo tác thì nó đều có một cái nét đặc trưng. Thứ nhất đó là cây nó phải có cái độ dị và tuổi cây rất dị. Và hầu như là nó không bị đụng chạm với cây nào hết. Mình hiểu nôm na là nó không bị đụng hàng. Và khiến cho chúng ta xem chúng ta không luôn luôn bị hút hồn, ngay cả những người mà những anh em mà chưa biết về cây cảnh, chưa hiểu về cây cảnh, lần đầu tiên nhìn cũng đã thích rồi. Có những cái đoạn chồm, đoạn nhảy lên rồi đoạn cua xuống rất là đẹp. Lên. Da nó chùn hết lại mọi người. Chùn hết. Và mọi người xem thì có thể bình luận ở bên dưới nhé. Cây người ta đang thiết kế các cái bối cảnh, phối cảnh ở đây. Ví dụ như đây là một cái giếng đấy, nhưng mà được rễ nó xỏ hết xuống đấy.
ở một góc máy này để chúng ta nhìn góc này. Đây góc này, góc bên này. Mỹ mãn luôn này, đường chạy của nó đẹp thật đấy. Khỏi phải chê chỗ nào. Rồi mỗi cây mình sẽ dành khoảng từ 6 đến 8 phút. Còn mình chọn con số cho nó đẹp. Lộc phát. Mình sẽ quay chi tiết như này để cho anh em cùng xem. Rồi tạm biệt video này thì mình sẽ sang cái phần thứ hai nhé, sang cái cây thứ hai. Rồi xem video các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ video này để cho nhiều anh em được biết. Chúc mọi người vui vẻ và thành công. Chúng ta sẽ quay lại cái video phần 2. Xin chào.